Đối với những khách hàng có nhu cầu sở hữu những mẫu xe Porsche thì thường họ sẽ chọn cho mình những cái option rất riêng. Đó là cái tính cá nhân hóa của một mẫu xe. Và có lẽ cái điểm đầu tiên mà khi các bạn hay tôi nhìn vào mẫu xe này thì cái điểm ấn tượng đấy đó chính là màu sơn. Một màu sơn đỏ rất đẹp. Vậy thì cái option mà khi chúng ta sở hữu một mẫu xe Porsche có cái màu sơn đỏ như này thì anh Đức có thể chia sẻ về giá cũng như là tất cả những màu sơn khác được không? Được, tất nhiên rồi. Xin chia sẻ với các bạn thì màu đỏ như các bạn đang thấy ở trong hình đây thì là chiếc Panamera này đang được sơn màu đỏ Camai Red, một trong bốn màu đặc biệt của dòng xe này. Ngoài màu sơn đặc biệt này ra thì Porsche Panamera được cung cấp với hai lựa chọn màu sơn tiêu chuẩn là đen và trắng. Ngoài ra còn được lựa chọn 10 màu sơn ánh kim khác. Wow. Và đặc biệt là nếu như quý khách hàng chịu chi ra số tiền là 497 triệu đồng thì Porsche sẽ nhận sơn chiếc xe này theo màu bất kỳ màu nào quý vị thích. Vâng. Còn với màu sơn đặc biệt này thì mức giá là 250 triệu đồng. Ngoài cái màu sơn ấn tượng rồi thì cái điểm ấn tượng tiếp theo mà tôi nhìn thấy ngay đó chính là cặp đèn pha của chiếc xe này. Một cặp đèn pha rất đẹp với rất nhiều công nghệ. Đối với dòng Panamera mới của bên mình thì là toàn bộ hệ thống đèn pha phía trước sẽ được thiết kế với công nghệ LED, là công nghệ đèn LED mới nhất bây giờ. Tuy nhiên thì hệ thống đèn pha của Porsche có thể lựa chọn trong 4 kiểu dáng. 4 kiểu dáng. 4 kiểu dáng, và đây là một trong 4 kiểu dáng đó. Và cái option đèn pha này là đèn pha LED ma trận với giá bán là 130 triệu đồng. Cái điểm đặc biệt của hệ thống đèn này là bóng đèn pha trung tâm có 84 bóng LED nhỏ kết hợp với cả camera phía trên kính lái thì sẽ có khả năng phát hiện ra xe hoặc là những cái xe đi phía trước hoặc đi ngược chiều để tắt đi một vài bóng trong 84 bóng này, giúp cho người lái đảm bảo tầm nhìn, chiếu xa cũng như là hạn chế chống chói cho những cái người đi ngược chiều tham gia giao thông với mình. Đúng. Và để sở hữu một mẫu Panamera, các bạn còn có thể tùy chọn 15 mẫu vành nữa. Vậy thì Đức cho mình và các bạn biết thêm là với các mẫu vành của Panamera thì có cái giá thành như thế nào, khoảng từ bao nhiêu không nhỉ? Được rồi, tất nhiên. Đối với dòng Panamera mới thì bên mình cung cấp là hai kiểu vành 19 inch tiêu chuẩn, hai kiểu vành 20 inch với giá khoảng hơn 100 triệu đồng. Hơn 100 triệu đồng. Và 12 kiểu vành 21 inch với mức giá từ 280 đến 350 triệu. Vậy thì mẫu vành đang trang bị ở trên chiếc Panamera này có cái giá là bao nhiêu? Với cái mẫu vành đang có trong hình này thì có tên là kiểu dáng Exclusive Design, mâm 21 inch và sơn màu đen bóng. Thì bộ mâm này có giá từ nhà máy khoảng 320 triệu đồng. Tuy nhiên thì bộ mâm này thì khi mình nhập về Việt Nam thì xe trưng bày thì bọn mình có thay một bộ lốp vào. Thì cái bộ mâm này hiện đang có giá bán cho tất cả các xe Panamera khác có thể thay thế vào với giá là 345 triệu bao gồm lốp. Tiến sang cái phần thân xe, ngoài cái bộ la răng rất đẹp rồi thì chúng ta có thể thấy ngay phần hốc hoác gió từ phần bánh, vòng bánh lên, rồi gương, tất cả những màu sơn này ở đây và ở đây các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích. Và như tôi đang thấy ở đây thì cái viền chạy xung quanh cái ô cửa kính ở phần thân xe này cũng đang được sơn một cái màu sơn đen phải nói là rất đẹp. Và nếu như các bạn muốn cái viền này là mạ chrome sáng thì sao, Đức có thể chia sẻ với các bạn không? Vâng. Như anh Duy vừa chia sẻ thì toàn bộ cái chân gương cũng như là cái khe thoát gió này thì khách hàng có thể lựa chọn là sơn đen tiêu chuẩn hoặc là chuyển sang sơn cùng màu ngoại thất xe là theo sở thích khách hàng. Cái viền cửa sổ này thì cũng có thể lựa chọn hai tùy chọn là ốp chrome đen hoặc chrome là chrome màu bạc, hoặc rất là bạc. Sang trọng. Một cái okay. Rất là thể thao, một cái thì cực kỳ sang trọng. Đó. Vậy thì các bạn thích sang trọng thì các bạn có thể tùy chọn cái này nhé. Chia sẻ là cái tùy chọn này thì có giá là 22 triệu đồng cho phần viền cửa sổ chrome đen. 22 triệu đồng cho cái phần viền cửa sổ này. Tiến ra phần đuôi của xe thì các bạn có thể thấy ngay, tôi tạm gọi là một bờ mông cực kỳ sexy luôn, bởi cái giải đèn LED màu đỏ chạy ở đây rất đẹp. Vậy Đức có thể chia sẻ về cặp đèn hậu cũng như cái giải đèn LED này được không? Xin chia sẻ thì cái phần đèn LED chạy xuyên qua phần đuôi như thế này thì đang là cái ngôn ngữ thiết kế mới của Porsche. Đúng. Và đây cũng là một tùy chọn cá nhân hóa với cái mức giá bán là 39 triệu đồng. Và có lẽ tiếp theo chúng ta đang nói về màu đen đi thì có lẽ sẽ mình đã chia sẻ luôn về cái logo Panamera màu đen này. Mình nhớ không nhầm thì tất cả những cái logo của các hãng xe thì thường có cái màu chrome sáng. Chính vậy với chiếc này tại sao lại là màu đen? Và cái tùy chọn này thì chúng ta sẽ phải chi trả mức giá là bao nhiêu? Đối với dòng Panamera thì tiêu chuẩn cái chữ Panamera này cũng là sẽ là màu chrome.
Tuy nhiên thì sẽ có hai tùy chọn. Một là sơn màu đen và hai là sơn cùng màu với ngoại thất của xe. Wow. Có thể sơn màu đỏ cho chiếc Panamera này. Và vì chiếc xe này đang theo cái phong cách thiết kế là đỏ đen, thế nên là bộ chữ sơn đen này có giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng để sơn đen cái logo này các bạn nhé. Vâng, là chiếc xe rất là đẹp. Đúng vậy. Và mình cũng có nhìn thấy ngay ở cái phần ống xả này. Cái phần ống xả này thường thì các hãng cũng sẽ làm là màu chrome, nhưng mà ở trên cái chiếc Panamera này thì là màu chrome đen. Đức có thể chia sẻ thêm về cái phần ống xả mạ chrome đen này được không? Phần ống xả thì tiêu chuẩn của bản Panamera tiêu chuẩn này nó sẽ là hai ống xả vuông màu bạc đúng như Duy nói. Thì tuy nhiên thì chiếc xe này đã đặt một option đó là ống xả thể thao với bốn ống xả màu chrome đen. Và option này có giá là 48 triệu đồng. 48 triệu đồng. Wow. Ngoài cái bờ mông quyến rũ này thì cái phần ống xả này còn cho chúng ta một cái tiếng cực kỳ phấn khích các bạn ạ. Đúng vậy các bạn. Chính xác. Hit. Chia sẻ với Duy nhé. Thì trên tất cả những cái mẫu Porsche thì option này quý khách hàng phải chi tiền. Tuy nhiên chia sẻ với quý vị và các bạn một điều rất tuyệt vời, đó là những khách hàng của Việt Nam là những khách hàng may mắn nhất thế giới khi sở hữu dòng Panamera. Tại vì Panamera sẽ được tặng một gói option cao cấp của Việt Nam trị giá gần 1 tỷ đồng. Wow. Trong ngay trong giá bán tiêu chuẩn. Và với cái gói 1 tỷ đồng đó thì sẽ gồm rất là nhiều trang bị cao cấp. Ví dụ như là cửa hít mà Duy vừa thử, rèm điện phía sau, hệ thống treo khí nén với khả năng nâng hạ gầm giúp quý vị đi vào những cái cung đường xấu hay xuống hầm dễ dàng hơn. Rất yên tâm. Chính xác. Hệ thống loa vòm trong xe là Bose. 14 loa. Loa vòm và cũng không mất tiền. Không mất tiền. Hệ thống DVD 6 đĩa cũng không mất tiền. Và bốn ghế được chỉnh điện nhớ vị trí. Ngoài ra còn một option nữa lần đầu tiên xuất hiện trên Porsche, đó là đèn nội thất với khả năng thay đổi 7 màu. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chia sẻ một chút với các bạn về những cái trang bị, những cái option ở trong nội thất của mẫu xe này. Vâng, thì như mình cũng vừa chia sẻ với Duy ý, thì xe được trang bị rất là nhiều những option mà quý khách hàng không phải trả tiền. Đúng riêng vậy. Việt Nam thôi. Như đầu DVD này, như là đèn viền này rất đẹp. Đèn viền rất là đẹp. Ngoài ra thì hệ thống camera toàn cảnh quanh xe. Đây, như Duy có thể thấy thì là có 4 camera xung quanh để tái hiện lại hình ảnh bên ngoài xe. 3 gương của xe đều là chống chói. 4 ghế thì đều chỉnh điện và nhớ vị trí. Mà gương này còn được là gương không viền các bạn nhé, nhìn rất đẹp. Đây là thiết kế mới nhất của Porsche, Duy rất là tinh đấy. Tiếp theo thì ngoài những tính năng đã được nhà sản xuất tặng cho thị trường Việt Nam, thì với chiếc xe này thì khách hàng cũng đã mạnh dạn chi thêm 230 triệu để chọn cái bộ nội thất toàn bộ là bọc da cao cấp với màu shadow brown, một màu rất là đẹp, rất là sang trọng mà lại rất là sạch. Đúng, Duy có thể xác. Thấy thì như Duy có thể thấy ở đây thì toàn bộ phần táp lô này, toàn bộ phần bảng điều khiển trung tâm cũng như phần cửa thì tất cả đều được bọc và khâu da rất là tỉ mỉ, rất là cao cấp. Và những chi tiết này thì đều được thực hiện bởi những cái thợ lành nghề, thủ công. Vâng, công chính xác. Porsche là thủ công, cái giá trị thủ công rất cao các bạn ạ. Chính xác. Thì ngoài cái màu nội thất màu nâu này ra thì Porsche cung cấp tới 12 kiểu phối màu nội thất. 12 kiểu phối màu nội thất. Đức có thể chia sẻ những cái phối màu nội thất đấy là những màu gì được không? Với ngoài những màu cơ bản như là màu đen này, màu xám này, màu be này, thì như quý vị và bạn có thể thấy thì mình có khoảng 4 màu nâu. 4 màu nâu. Đây là một trong 4 màu nâu. Vậy là 4 tông khác nhau luôn. Chính xác. Từ nâu sậm đến nâu sáng như màu da bò, rồi màu đỏ đen. Màu đỏ đen. Màu đen xám trông rất là châu Âu mà hiện đại, nhưng màu đó thì hơi bẩn. Rồi màu tím rượu vang là màu độc quyền của duy nhất dòng Panamera. Wow. Màu Marsala. Thực sự là cái màu tím rượu vang là một trong những cái màu mà tôi cực kỳ yêu thích các bạn ạ. Chính xác, đó là chiếc xe Panamera bạn đã lái thử đúng không? Đúng, chính xác. Vậy Đức có thể giới thiệu qua những cái màu đèn viền nội thất cho các bạn biết được không? Về màu đèn viền thì Porsche cung cấp là 7 màu đèn. 7 màu đèn. 7 màu nội thất. Gồm có màu đỏ này, màu cam, màu vàng nhẹ, tông màu trắng hiện đại, màu xanh lá, xanh da trời dịu và xanh nước biển. Như Duy có thể thấy ở đây thì tùy theo tâm trạng. Và với chiếc xe mà mang ngoại thất màu đỏ như thế này thì Duy có thể thấy là Đức đang chọn cái nội thất là đèn viền màu đỏ. Đúng đây vậy, rất đẹp, rất là thể thao đúng không? Ngay trên cái màn hình hiển thị những cái đèn viền ở đây cũng rất đẹp. Chính xác, chính xác. Và ở trên mẫu xe này còn được trang bị cái gói Sport Chrono đúng không? Chính xác, chính xác. Đức có thể giới thiệu qua cái đó với cả tất cả quý vị các bạn. Vâng, gói Sport Chrono Package thì là một trong những gọi là thứ gọi là đặc sản của Porsche rồi. Đặc sản đúng vậy. Và với gói Sport Chrono Package này thì xe sẽ được trang bị một cái đồng hồ
ở phần trung tâm bản táp lô. Đồng hồ này bình thường thì sẽ là để xem giờ, xem ngại, xem giờ. Thế còn nếu như mình chuyển vào chế độ đường đua thì nó sẽ có khả năng bấm giờ mình chạy trong một vòng đua như Duy đang thấy ở đây. Đúng. À, ngoài cái đồng hồ ở đây thì xe còn được trang bị thêm một cái tính năng vận hành nữa, siêu thể thao, gọi là Sport Plus. Sport Plus. Và sẽ được cung cấp một cái nút xoay ở trên vô lăng như thế này. Như Duy thấy ở đây thì là mình đang chọn về Sport chuyển này. Chế độ nhanh Sport Plus này, rất là nhanh. Và cái chi tiết này được lấy cảm hứng từ mẫu siêu xe 918 Spider, 918 đắt nhất của Porsche. Và ngoài ra thì với gói Sport Chrono Package thì xe sẽ được trang bị cái tính năng rất là hay và Duy đã chắc cũng biết rồi. Mình cũng đã được trải nghiệm Launch Control. Launch Control. Và chức năng xuất phát kiểu xe đua. Ngoài ra thì còn được trang bị thêm một cái nút ấn ở phía giữa gọi là Sport Respond. Sport thì Respond. Xe nó sẽ trong bất kỳ một cái chế độ vận hành nào thì khi ấn nút này xe sẽ cho mình 20 giây với tối đa công suất của xe. À, với những cái mẫu xe ở trên thị trường hiện nay thì khi chúng ta muốn vượt thì chúng ta có thể về số tay để vượt, nhưng mà riêng Porsche có thêm cái chức năng này, khi chúng ta bấm vào 20 giây đó chúng ta sẽ đạt được những cái cảm xúc mà cực kỳ vỡ òa các bạn ạ. Tôi đã được thử ở trên chiếc Panamera này rồi. À, và vừa cũng chia sẻ với Duy thì để sở hữu gói Sport Chrono Package này thì khách hàng sẽ cần chi trả ra 120 triệu đồng. 120 triệu nhưng mà tôi nghĩ là rất xứng đáng đấy. Có lẽ là cái phần không gian phía trước này chúng ta cũng đã tìm hiểu khá nhiều, khá chi tiết, khá nhiều những chi tiết hay. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ ra hàng ghế thứ hai để xem những chi tiết ở hàng ghế thứ hai nhé. Và ở hàng ghế thứ hai thì có những cái điểm gì nổi bật, những cái option gì hay Đức có thể giới thiệu với quý vị và các bạn không? Ở hàng ghế thứ hai thì một trong những điểm cải tiến lớn nhất của Panamera đó là cái tiện nghi cho hàng ghế phía sau, những khách hàng ngồi sau đã được nâng lên đáng kể. Thứ nhất là cái màn hình điều khiển của các cái hệ thống của hàng ghế phía sau như là điều hòa này, giải trí này thì là được chuyển thành một màn hình cảm ứng phía dưới. Thêm một tính năng nữa đó là cái ghế ở đằng phía sau như mình nói lúc nãy là có thể ngả điện. Có thể ngả lên và tạo không gian thoải mái hơn cho hành khách đó. Ngoài ra thì cái không gian riêng tư của hành khách ở phía sau cũng được nâng cấp với hệ thống rèm điện. Rèm điện phía bên hông, rèm điện phía sau. Cái rèm điện này nằm trong cái gói mà các bạn được tặng bởi Porsche Việt Nam nhá. Và rất đặc biệt đấy. Rất là nhiều, chính xác. Và nếu như không có gói đấy thì khách hàng sẽ phải chi trả là 82 triệu đồng cho ba chiếc rèm này. Ngoài ra thì ở hàng ghế phía sau này thì một option nữa mà Duy có thể nhìn thấy là chiếc xe này đang được trang bị hệ thống cửa sổ trời panorama với hai khoang độc lập. Thì option này sẽ có giá là 135 triệu đồng. Và ngoài ra thì tất cả những trang bị khác mà Duy đang thấy ở đây như là điều hòa 4 vùng đó, rồi ghế điện, rồi rèm điện, nhớ ghế, loa vòm, đèn nội thất thì đều đã được tặng trong cái gói đấy rồi. Khách hàng hoàn toàn không phải chi tiền thì cho khoang sau hết. Rất vui đúng không? Nếu như tôi mà là khách hàng thì tôi sẽ cảm thấy rất vui và rất happy các bạn ạ. Duy ngồi, Duy thấy cái ghế thể thao này tựa đầu liền này có thoải mái không? Rất là thoải mái. Và tôi khẳng định với cả Duy nhá, Đức khẳng định với Duy là khi mà mình đi những đường đèo núi hay là những cái cung cao tốc ấy thì cái phần ghế này nó support rất là tốt. Đúng mình rồi, sẽ xác. Không mình bị lắc lư. Mình ngồi nó rất là ôm người. Vậy là vừa rồi thì các bạn đã cùng tôi và anh Quang Đức đi tìm hiểu một vòng chiếc Panamera này. Vậy chiếc Panamera này có giá nhà sản xuất công bố đối với bản bay là 4 tỷ 990 triệu. Còn các bạn muốn thêm những option gì cho chiếc Panamera này thì các bạn hãy tự tính ra một cái mức giá để sở hữu em nó nhé. Các bạn đừng quên comment cái mức giá đó xuống phía dưới clip này của chúng tôi. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autoly để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.